Tiếp đến có lẽ là áo sơ mi Easy Care, vừa tiết kiệm thời gian ủ đồ, vừa là một trong những sản phẩm bản năng có thể mặc đi bất cứ đâu. Một sản phẩm nữa ông. Em bằng điện thoại đi ạ. Khổ ghê cơ. Giờ chạy bắt chân được không? Giờ người ta xem quan cấp mình trâu đầu ở làm. Ngủ cơ. Nghỉ một chút, nghỉ một chút cơ. Vào mắt cho nên cổ. Một sản phẩm nữa ông Osamu cũng rất thích dù không có cơ hội mặc nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh là áo HeatTech. Đó là một sản phẩm nhẹ, dễ mang, dễ mặc và có thể giữ ấm cho trong những cái chuyến công tác ở Hà Nội hoặc là ở Nhật. Ông Osamu nhận biết là những bạn trẻ Gen Z ngày nay thì có thói quen lựa chọn sản phẩm rất khác biệt. Bên cạnh sự quan tâm về kiểu dáng, các bạn cũng chú ý lựa chọn những cái dòng sản phẩm có vững, không chỉ là từ chất liệu bền vững mà còn có thể sử dụng được lâu dài, từ đó góp phần giảm thiểu rác thải thời trang và bảo vệ môi trường. Lifestyle của Uniqlo cũng vậy, luôn cố gắng để có thể phát triển bền vững hơn bằng cách là tìm ra những chất liệu không tạo thêm gánh nặng cho môi trường, bên cạnh việc không ngừng cải tiến để mang đến các sản phẩm với chất lượng và độ bền cao để có thể đồng hành cùng người mặc lâu dài. Việt Nam là một thị trường trẻ và năng động, mọi người luôn luôn cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ông Osamu chia sẻ là Uniqlo mong muốn được tiếp bước những cái tinh thần đó, đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Không. Sao mà đông phải chi mà có yêu người đi vương một bên nhớ sơn hồ. 3 năm tại Việt Nam là quãng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để Uniqlo đạt được nhiều cột mốc quan trọng với 2 kho tàng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng hệ thống sản xuất hợp tác chặt chẽ cùng các nhà máy địa phương. Uniqlo đã góp phần tăng cường sự hiện diện của các sản phẩm made in Việt Nam, qua đó mở ra những cơ hội về việc làm, hoàn thiện hơn nữa chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Là người xây dựng Uniqlo Việt Nam từ những viên gạch đầu tiên, ông Osamu Yagre cho rằng chính Việt Nam đã thay đổi suy nghĩ của ông về việc làm và lãnh đạo. Tôi luôn tự hỏi là tôi có thể làm được gì cho những người xung quanh. Cuộc sống ở Việt Nam cũng đang mang đến cho ông thói quen đi tìm cơ hội trong thử thách. Năm 9, 63.
ra là ngày 4. Bàn ghế 4. Mười ba hai sáu. Hai Ông Samuel quay cho rằng chính Việt Nam đã thay đổi suy nghĩ của ông về việc làm và lãnh đạo. Tôi luôn tự hỏi là tôi có thể làm được gì cho những người xung quanh. Cuộc sống ở Việt Nam cũng mang đến cho ông những thói quen đi tìm cơ hội trong thử thách, yếu tố giúp ông dìu dắt thương hiệu qua giai đoạn đại dịch đầy thách thức. Tôi muốn gửi đến tất cả các khách hàng sự biết ơn chân thành nhất, và tôi cũng rất biết ơn toàn thể nhân viên của Uniqlo, những người luôn hết mình, cố gắng hết sức để có thể hỗ trợ khách hàng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Tắt điện thoại á. Ok. Thế rồi, đau bụng quá. Ông còn gửi lời cảm ơn tới những công ty đối tác, những doanh nghiệp xung quanh khu vực cửa hàng Uniqlo và đã cùng thương hiệu xây dựng ở Việt Nam phát triển tiện lợi hơn. Bên cạnh đó thì những công việc thầm lặng như là tặng áo hoặc là khẩu trang cho các chiến sĩ y tế trong mùa dịch, tổ chức những phiên chợ xanh thực tế, giúp người nông dân có thể tiếp cận với nhiều nguồn khách hàng khác nhau. Những chuyến thiện nguyện mang quần áo ấm cho các em nhỏ nơi miền núi xa xôi, từ chương trình
Uniqlo đã thể hiện được tinh thần tận tâm của Uniqlo. Mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang có trách nhiệm. Khi được hỏi về những kế hoạch sắp tới của Uniqlo Việt Nam, ánh mắt của ông Osamu không giấu được sự hào hứng tiếp bước sau những nỗ lực hết mình. Sau những nỗ lực hết mình và thành công trong 3 năm qua, Uniqlo sẽ tiếp tục mở rộng cửa hàng đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau tại Việt Nam. Uniqlo cũng tiếp tục hợp tác với các đối tác địa phương từ sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng đến doanh nghiệp, tổ chức để phát triển hài hòa với sự phát triển của Việt Nam nói chung. Ba sáu năm mốt đi nuôi. Tiếp tục xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân tài Việt cũng là một trong những cái mục tiêu không tách rời trong hành trình phát triển của Uniqlo. Không chỉ gia tăng về số lượng nhân viên, Uniqlo cũng đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ tài tại Việt Nam để đào tạo họ trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu. Hiện nay thì 75% trong số các cửa hàng trưởng của Uniqlo trên toàn bộ hệ thống và hai quản lý cấp khu vực là nhân sự người Việt. Ngoài ra, 50% các vị trí lãnh đạo của Uniqlo là phái nữ. Đây đều là những con số ấn tượng dưới góc độ về nhân sự. Đặc biệt, từ tháng 10 năm 2022, Uniqlo đã chính thức bắt đầu tuyển dụng nhân sự người khuyết tật trên cơ sở kết hợp cùng với các tổ chức xã hội nhằm mang đến cơ hội hòa nhập. Đặc biệt từ tháng 10 năm 2022, Uniqlo đã chính thức bắt đầu tuyển dụng nhân sự người khuyết tật trên cơ sở kết hợp cùng với các tổ chức xã hội nhằm mang đến cơ hội hòa nhập, làm việc và cống hiến bình đẳng theo đúng năng lực dành cho các bạn. Tiếp bước những nỗ lực ấy, ông Osamu cũng đặt ra quyết tâm và cam kết theo đuổi các mục tiêu về phát triển nhân sự. Cuối cùng, Uniqlo sẽ không ngừng cố gắng để trở thành thương hiệu thời trang có trách nhiệm nhất trên toàn cầu và tại địa phương theo mục tiêu bền vững vào năm 2030 từ tập đoàn Fast Retailing bằng cách giảm 90% lượng khí thải nhà kính và tăng tỷ lệ sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế,
lên khoảng 50% vào năm 2030 trên phạm vi cả tập đoàn. Với chặng đường đã đi qua và sự ủng hộ không ngừng của khách hàng, chúng tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Uniqlo Việt Nam trong thời gian tới. Mất danh hiệu tỷ phú sau khi bức ảnh thay đổi cách nhìn loài người nhìn nhận trái đất đã tròn 50 tuổi. Vtv ấy lắm, nhiều người xem lắm. Thế là mấy cái web TV online là hay bị lag, nhiều người xem web đấy. Ngày 7/12/2022, cộng đồng yêu thiên văn học trên toàn thế giới đã kỷ niệm 50 năm ngày bức ảnh The Blue Hòn Bi Ve màu xanh được chụp bởi các phi hành đoàn tàu vũ trụ Apollo 17 trên đường tới mặt trăng. Là hình ảnh hành tinh xanh được chiếu sáng đầy đủ, chụp từ phía có giới hạn là từ biển Địa Trung Hải cho đến Nam Cực. Cả ba phi hành gia trên Apollo 17 đều được công nhận là tác giả của bức ảnh, vì trong suốt chuyến bay họ đều dùng cùng chụp rất nhiều ảnh trái đất và vũ trụ từ máy phim. The Blue Mary là bức ảnh được tái sử dụng nhiều nhất trong lịch sử nhiếp ảnh. Nó chiếm vị trí quan trọng trong thiên văn học và trong cả chính trị, triết học, giải trí, thay đổi hoàn toàn quan niệm của con người về tinh cầu về chủ đề. Thực tế, khi bức hình lần đầu được công bố vào Giáng sinh năm 1972, nó không nhận được mấy sự quan tâm của công chúng. Khi ấy, sự tập trung của dư luận đổ dồn vào cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là vào sự kiện tập kích bằng máy bay B-52 đánh phá thủ đô Hà Nội của Mỹ. Nhằm đảo ngược thế trận và thất bại, công chúng cũng quan tâm tới cái chết của cựu tổng thống Mỹ hay sự việc những người sống sót và ăn thịt người trong chuyến bay 571 và tai nạn của không quân Uruguay. Oh my
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là sự nổi tiếng của The Blueberry không phải là bất chợt. Nó nhanh chóng nhận được sự chú ý của các phong trào bảo vệ môi trường và hòa bình thế giới nổ ra ở các nước phương Tây. Vào thập niên 70, các nhà vận động xã hội nhấn mạnh rằng trái đất chỉ có một và là một ngôi nhà chung của tất cả. Từ đó họ yêu cầu chấm dứt các cuộc chiến tranh và các hành động tàn phá của trái đất khác. Bức ảnh cũng đánh dấu lần đầu tiên nhân loại chứng kiến hình ảnh trái đất trọn vẹn đến vậy. Trước đó, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra tinh cầu của mình thông qua kỹ thuật vẽ bản đồ với nhiều sai số. Bức ảnh cũng đánh dấu lần đầu tiên nhân loại. Sao? Đấy. Lát. Bức ảnh cũng đánh dấu lần đầu tiên nhân loại được chứng kiến hình ảnh trái đất trọn vẹn đến vậy. Trước đó, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra tinh cầu của mình thông qua kỹ thuật vẽ bản đồ với nhiều sai số, hoặc biết về trái đất như sản phẩm của các vị thần trong nhân loại của các dân tộc. Trong ý niệm của chúng ta chưa có một hình ảnh trái đất chung với toàn bộ lịch sử, văn hóa, đạo đức, các dã tâm chính trị và sự tham lam của con người. Nông trang rất sạch.
3.000 tám. Một bức hình khác được chụp trong sứ mệnh Apollo 2017. Nhưng là một vật phẩm văn hóa có thể được in ấn sao chép hoàn toàn, in lên sách báo, thư từ, đặt làm màn hình điện thoại. Tờ Blue Mary lại gợi ý tiếp rằng trái đất là của riêng con người, do con người sở hữu thay vì ngược lại. 50 năm lịch sử cùng bức hình, chúng ta nói nhiều hơn về các sứ mệnh khai phá văn hóa, khai hóa văn minh và tài nguyên toàn cầu, dẫn đến thêm góc cho chiến tranh và hủy diệt toàn cầu khác. Phải bức hình chụp trái đất từ ngoài không ra được. Tầm quan trọng của tờ Google Maps nằm ở việc nó chụp lại trái đất một cách đầy đủ trên phim màu. Chi tiết hơn, nó là bức ảnh đầy đủ nhất của trái đất được chụp bởi con người thông qua một chiếc máy ảnh cơ khi họ thực hiện sứ mệnh đưa người lên mặt trăng cuối cùng cho đến ngày hôm nay. Trước đó thì con người đã liên tục tạo ra những bức selfie của trái đất qua phim khí cầu, khí tượng, máy bay và vệ tinh nhân tạo. Máy ảnh cũng chủ yếu được điều khiển từ xa thay vì được người nhận ấn nút. Không đạt được đổi độ cao để chụp toàn bộ trái đất, các nhiếp ảnh gia chụp nhiều tấm và ghép lại theo hình dạng của đường chân trời. Chiếc Hasselblad 70 là tên tuổi của các phi hành gia, là các chi tiết khiến bức hình ăn điểm. Nó chứng thực được với công chúng rằng đây là trái đất có thật, được chụp bởi người thật trên một tấm phim nhựa analog thu tín hiệu tương tự so với thế giới vật lý. Chiếc máy cơ học là bằng chứng phổ biến để phủ nhận các học thuyết âm mưu như là thuyết trái đất phẳng và có các thuyết sáng thế trong tôn giáo. Một mái nhà chung vì sao con người không người thật à? Nếu so sánh các thảm họa môi trường và nhân đạo đương đại với các thảm họa của thời chiến tranh lạnh, chúng ta có thể dễ dàng bi quan phát biểu rằng tờ Blue Marble không có tác động nhiều tới tốc độ khai thác, tiêu thụ và xả thải của con người. Với bom hạt nhân, cái chết xảy ra ngay lập tức. Với công nghiệp hóa thì cái chết xảy ra từ từ. Dưới góc độ xã hội học, thông điệp mái nhà chung của tờ Blue Marble thì có thể phản tác dụng. Hòn bi ve xanh mang tên trái đất có thể cầm nắm trong một bức ảnh duy nhất khiến nền văn minh này ngạo mạn gây chiến với nền văn minh khác. Và với thế giới tự nhiên để tuyên bố rằng mình là chủ nhân duy nhất của trái đất. Khi ấy trái đất được đánh đồng với thế giới vua theo quan điểm của nhà xã hội học John Locke. Trái đất một vật khối rất là có thực thể sống.
đến 4 tiếng một ngày. Mình xem rồi không được tắm rồi. Hôm ra là ung. Hay phải là người phụ. Khi ấy trái đất được đánh đồng với thế giới, theo quan điểm của xã hội học, trái đất, một khối vật chất và toàn bộ thành quả của chúng ta là nằm trên đó, chỉ là một điểm chung rất nhỏ giữa con người với nhau, còn thế giới là tập hợp của các trải nghiệm, niềm tin và trí thức của từng nhóm người. Như vậy, trong khi trái đất chỉ có một thì thế giới có nhiều hơn một. Sự đánh đồng giữa hai khái niệm này khiến chúng ta liên tục rơi vào các cuộc chiến sở hữu tài nguyên. Chúng ta quy mọi vấn đề của con người về tư hữu tài sản mà quên mất rằng vẫn còn nhiều cách làm người kiểu khác, không khoa học nhưng nỗ lực tồn tại và với thiên nhiên, tìm hiểu chung và tôn trọng sự khác biệt mới là chiếc chìa khóa đầy đủ dẫn đến việc chúng ta có thể tiếp tục tồn tại ở tinh cầu này thêm một vài nghìn năm nữa. Bung ba là bung. Bung ba là bung. Nó hiểu có
Được thôi. Buồn ỉa quá, không đi ỉa được Không, không? đừng Sáng ỉa bảo buồn tè quá. Tao bảo chứ tè luôn ra xuống đi. Cần mềm không thì lấy cho. Ngớm quá à. Ông bụng quá mà cậu ngại lười dậy. Khiếp. Lười thôi thay. Tôi không. Tôi sợ thằng thể ung thư. Trong lỗ ghen mười một giờ rồi. Nên cưới nên mười giờ 41 rồi sao? Đây là thành phố ngàn bông. Thật ra em với anh chỉ là mối quan hệ làm ăn, anh làm còn em ăn. Bồ Đào Nha. Vãi. 3 rốc. Ba rô que. Trời đất ơi, đang ngồi là rồi. Em ơi đừng khóc, mong tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Hôm nay nước lẩu không ngon, tôi làm nữa. Tôi làm nữa.
tôi cũng cùng lắm chỉ ăn phụ một ít thôi. Nhưng mà không có gì làm sướng quá đi. Cả hai ghét ao không luôn. Ghét ao. Một chốn thì quá không có việc gì làm sướng quá đi. Phải chứ. Đổ gì ngân đâu. Tiết tiết nói tôi nhưng mà có phải chăm chỉ luyện tập thôi. Năm triệu. Sắp vào đông phải chi mà có ai ôm. Một người đi một người đi hát sao không từng cơn gió khẽ vô tình một người một người đứng trên nắng một người đang ngồi người đông đến không rảnh lắm. Làm gì nhổ lông nách à? Nhổ lông nách à? À xem lông nách đấy chưa? Xem lông nách đã dài như nào. Sắp vào đông phải chi mà có ai ôm đi qua đi uống đâu đấy hiểu luật chơi cuối cùng Linh ca
Lần đầu tôi áp đi test các cô thôi. Sợ hóa đông hóa xuyên có hai con. Hả? Lùng quá. Một không cho Maroc. Tôi tự nhủ với bản thân là phải chạy deadline 8 giờ như khi tôi tự nhủ với bản thân là phải chạy deadline lúc 8 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, đau lưng quá. Đi mang lên trả người ta mấy cái áo này đi. Rồi. Phải dài cô, kéo dài.